Kính chào quý vị đang theo dõi chương trình Tài chính thuế phát sóng hàng tuần trên kênh truyền hình Kinh tế Tài chính VITV. Thưa quý vị, thực hiện cơ chế một cửa quốc gia và đơn giản hóa kiểm tra chuyên ngành trong thời gian qua đã đóng góp rất nhiều vào thuận lợi hóa thương mại, giảm chi phí cho doanh nghiệp. Bên cạnh đó, thì mục tiêu của chính phủ trong năm 2018 và các năm tiếp theo là tiếp tục cắt giảm và đơn giản hóa danh mục hàng hóa nhập khẩu thuộc diện phải quản lý và kiểm tra chuyên ngành trước khi thông quan. Cải cách toàn diện hoạt động kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất nhập khẩu để giảm lô hàng nhập khẩu tính theo tờ khai hải quan thuộc diện kiểm tra chuyên ngành tại cửa khẩu còn dưới 10%. Vậy thời gian qua, hoạt động kiểm tra chuyên ngành đã có những bước tiến ra sao và tạo thuận lợi như thế nào trong hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa của doanh nghiệp? Đây sẽ là nội dung chúng tôi đề cập trong chương trình Tài chính thuế tuần này với chủ đề tiếp tục hoàn thiện cơ chế một cửa quốc gia phần 3. Như trước tiên, mời quý vị cùng theo dõi phần tổng hợp ngay sau đây. Theo đánh giá của Tổ công tác Chính phủ về công tác cải cách hoạt động kiểm tra chuyên ngành, tính đến thời điểm tháng 8 năm 2018, các bộ ngành đã đơn giản hóa được 606 trên 9.339 mặt hàng và hiện mới đạt 6,5% danh mục. Trong đó, vị trí dẫn đầu thuộc về Bộ Công Thương với 402 mặt hàng trên tổng số 702 mặt hàng được cắt giảm đạt 57,3%. Theo sau Bộ Công Thương, về tiến độ cải cách hoạt động kiểm tra chuyên ngành là các bộ Thông tin và Truyền thông có 146 mặt hàng đã cắt giảm 89 mặt hàng, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cắt giảm 33 mặt hàng, Bộ Khoa học và Công nghệ cắt giảm 22 mặt hàng trên tổng số 24 mặt hàng và Bộ Xây dựng cắt giảm 39 mặt hàng trên tổng số 70 mặt hàng. Bên cạnh đó, các bộ ngành khác cũng có những động thái tích cực thực hiện các chỉ tiêu mà Chính phủ đề ra. Như Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn hiện tại có 64 thủ tục hành chính liên quan tới kiểm tra chuyên ngành. Sau khi rà soát, Bộ này đề xuất cắt giảm đơn giản hóa 35 thủ tục hành chính đạt 54,6% và cũng đề xuất loại bỏ 152 nhóm hàng hóa, sản phẩm khỏi danh mục hàng hóa kiểm tra chuyên ngành thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ. Số lượng này tương đương với 60,6% tổng số nhóm hàng phải kiểm tra chuyên ngành hiện nay để hỗ trợ cho doanh nghiệp. Mục tiêu vào cuối năm 2018 phấn đấu giảm tỷ lệ các lô hàng phải kiểm tra chuyên ngành tại khâu thông quan xuống còn 15%, hiện nay là 30-35%. Các bộ ngành thực hiện rà soát bãi bỏ ít nhất 50% danh mục hàng hóa phải kiểm tra chuyên ngành. Đối với danh mục hàng hóa thuộc đối tượng kiểm tra chuyên ngành, phải kèm theo mã hồ sơ phù hợp với danh mục hàng hóa xuất nhập khẩu của Việt Nam. Phải công bố quy chuẩn, tiêu chuẩn hoặc phương pháp kiểm tra. Danh mục nào không có quy chuẩn, tiêu chuẩn hoặc phương pháp kiểm tra thì phải bãi bỏ. Mặc dù tốc độ triển khai công tác cải cách hoạt động kiểm tra chuyên ngành nói chung của các bộ ngành còn chưa đạt được kỳ vọng mà Chính phủ đề ra, tuy nhiên đã có những bước đầu chuyển biến tích cực hỗ trợ cho các doanh nghiệp hướng tới một chính phủ điện tử đồng nhất. Những năm gần đây, thì ngành hải quan đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để giảm thiểu thủ tục hành chính trong lĩnh vực hải quan, tạo điều kiện cho khâu thông quan hàng hóa xuất nhập khẩu, góp phần thực hiện nghị quyết số 19 của Chính phủ về cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Trong đó thì có cắt giảm thủ tục kiểm tra chuyên ngành, đặc biệt là trong lĩnh vực xuất nhập khẩu, áp dụng phương pháp quản lý hải quan hiện đại, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin đã được ngành hải quan thực hiện đồng bộ. Kết quả nổi bật có thể nhận thấy là số mặt hàng phải kiểm tra đã giảm khoảng 4.000 mặt hàng, từ hơn 82.000 xuống còn trên 78.000, ghi nhận của phóng viên VITV. Hiện nay, tỷ lệ các lô hàng xuất nhập khẩu phải kiểm tra chuyên ngành chiếm 30-35%, trong khi đó, theo nghị quyết 19 của Chính phủ, yêu cầu phải giảm xuống còn 15%. Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, các bộ đã rà soát bổ sung, thay thế 87 văn bản liên quan pháp luật về kiểm tra chuyên ngành, hàng hóa xuất nhập khẩu. Đến nay, các bộ đã hoàn thành 60 trong số 87 văn bản. Những năm vừa qua, ta thấy là các văn bản về kiểm tra chuyên ngành thay đổi toàn diện. Rồi trong phần mềm thì ta áp dụng các khai báo hải quan điện tử như Tổng cục trưởng trong hội nghị đã nói là trên 96% đã áp dụng, đó là tỷ lệ rất cao so với các nước trên thế giới. Con người cũng đã được thay đổi nhiều vì có nhiều tích cực từ ngành hải quan cũng có và ngay cả các tổ chức quốc tế cũng đã đo giám sát cũng rất là nhiều, buộc con người phải thay đổi. Theo tính toán của doanh nghiệp, thời gian làm thủ tục để đưa hàng ra vào cảng trung bình khoảng 2 phút một tờ khai. Như vậy, đơn cử với lượng tờ khai hải quan Hải Phòng khoảng 1,3 triệu bộ một năm, tổng lượng thời gian tiết giảm được lên tới hơn 40.000 giờ. Chúng tôi thấy được nỗ lực của các bộ ngành, nhưng mà hải quan vẫn là đơn vị đi đầu trong vấn đề này khi mà được giao cái trọng trách. Và chúng tôi cũng hiểu rằng là khi đưa lên một cửa đấy thì sẽ thúc đẩy các cái
gọi là các cái cải cách của các bộ ngành về quản lý chuyên ngành sẽ phải thực hiện trên một cái nền tảng là đồng bộ. Hệ thống thông quan tự động hóa đã được Tổng cục Hải quan đưa vào vận hành trong hệ thống một cửa quốc gia, hiện đã kết nối với 11 bộ ban ngành và sắp tới sẽ mở rộng hơn, đồng thời kết nối với một cửa ASEAN. Về mặt kỹ thuật, Tổng cục Hải quan đã kết nối với 5 nước trong khu vực ASEAN để trao đổi thông tin cũng như những tờ khai hải quan, thông tin hải quan, các thông tin khác liên quan đến lĩnh vực tạo thuận lợi cho cộng đồng kinh tế ASEAN. Cùng với đó, hơn 90% số thu thuế của hải quan được thực hiện bằng phương thức điện tử. Để đảm bảo cái hành lang pháp lý, chúng ta triển khai cái nghị về thủ tục hải quan điện tử cũng như là một cửa quốc gia, cũng như là kết hợp với việc cắt giảm các thủ tục hành chính thông qua cái kiểm tra chuyên ngành để làm cơ sở cho các cái tiếp tục cái lộ trình của chính phủ để sửa các cái nghị định khác của quản lý chuyên ngành, tránh chồng chéo cũng như là đảm bảo cái thủ tục kiểm tra chuyên ngành một cách thông thoáng, minh bạch và giảm thời gian chi phí cho doanh nghiệp. Các chuyên gia cũng đánh giá ngành hải quan đã có bước thay đổi toàn diện trong những năm qua khi không ngừng cải cách, hiện đại hóa, ứng dụng thiết bị hiện đại phục vụ kiểm tra, giám sát hoạt động xuất nhập khẩu, cho phép doanh nghiệp có thể triển khai hải quan mọi lúc, mọi nơi. Hiện nay đã có đến 65% các cái lô hàng được thông quan theo cơ chế là luồng xanh, mà chỉ có khoảng 0-35% hàng hóa thông quan tới luồng vàng hoặc là cơ chế luồng đỏ, và chủ yếu số còn lại là luồng vàng. Với những hàng được thông quan với luồng xanh thì thời gian tiến hành thủ tục hải quan là không quá 3 giây. Đây là một tiến bộ vượt bậc. Có tác động rất lớn đến cái vấn đề mà tạo thuận lợi cho xuất nhập khẩu thương mại, và tạo thuận lợi cho thương mại tức là tạo thuận lợi cho dịch vụ logistics, vì các doanh nghiệp dịch vụ logistics cũng làm các cái vấn đề về khai báo hải quan và các cái thủ tục liên quan. Thực hiện nghị quyết 36A về chính phủ điện tử, từ đầu năm 2017 đến nay, 161 trên 180 thủ tục hành chính trong lĩnh vực hải quan đã được cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4. Công tác quản lý, giám sát hàng hóa cũng được đổi mới toàn diện nhờ triển khai hệ thống quản lý hải quan tự động tại cảng biển và cảng hàng không. Theo Ngân hàng Thế giới năm 2016-2017, Việt Nam là một trong 4 nước dẫn đầu Đông Nam Á về chỉ số giao lưu hàng hóa qua biên giới, với chi phí và thời gian thông quan giảm dần. Đặc biệt, ngành hải quan cũng đã thay đổi căn bản phương thức quản lý kiểm tra chuyên ngành, căn bản từ tiền kiểm sang hậu kiểm, điện tử hóa thủ tục quản lý để việc phân luồng dựa trên kết quả đánh giá rủi ro tuân thủ của doanh nghiệp bằng hệ thống tự động đánh giá qua các thông tin về doanh nghiệp được cập nhật vào hệ thống. Đổi mới cải cách về cái kiểm tra hải quan, giám sát hải quan, tăng cái tỷ lệ là kết nối dữ liệu điện tử giữa cơ quan hải quan với các doanh nghiệp cũng như là các bộ ngành thông qua cái cơ chế một cửa quốc gia. Đặc biệt là ở đây thì đổi mới cái phương thức quản lý hải quan đối với cái doanh nghiệp gia công sản xuất xuất khẩu cũng như là các cái doanh nghiệp xuất khẩu. Thay vì là đăng ký quyết toán thanh khoản theo từng lô hàng, theo từng định mức như trước đây, thì sẽ quản lý trên cơ sở cái kết nối dữ liệu giữa cơ quan với doanh nghiệp để hải quan thực hiện cái giám sát thông qua cái hệ thống điện tử. Đồng thời, chúng tôi tiếp tục mở rộng cái quản lý hải quan tự động ở các cái khu vực cảng biển và cảng không quốc tế. Với số lượng lớn dịch vụ công trực tuyến mức độ 3-4 như hiện nay, cơ quan hải quan đã tạo nhiều thuận lợi cho doanh nghiệp, giảm được thời gian và chi phí thực hiện thủ tục hành chính hải quan, tăng năng lực cạnh tranh. Trong năm 2018 và các năm tiếp theo, ngành hải quan cùng các bộ ngành tiếp tục cắt giảm và đơn giản hóa danh mục hàng hóa nhập khẩu thuộc diện phải quản lý và kiểm tra chuyên ngành trước khi thông quan. Cải cách toàn diện hoạt động kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất nhập khẩu để giảm số lô hàng nhập khẩu thuộc diện kiểm tra chuyên ngành tại cửa khẩu còn dưới 10%. Đến năm 2019, tất cả các lô hàng thuộc diện kiểm tra chuyên ngành trước thông quan phải có đầy đủ tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chí kiểm tra. Đánh giá việc cải cách thủ tục quản lý kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất nhập khẩu, các doanh nghiệp cho rằng bên cạnh những thay đổi tích cực như là áp dụng nguyên tắc quản lý rủi ro trên nguyên tắc đánh giá mức tuân thủ pháp luật của doanh nghiệp, vẫn còn rất nhiều quy định vô lý cần được điều chỉnh và xóa bỏ. Vậy các doanh nghiệp kỳ vọng gì trong thủ tục cắt giảm kiểm tra chuyên ngành cũng như là định hướng của cơ quan quản lý nhà nước trong thời gian tới sẽ ra sao? Mời quý vị cùng theo dõi những ghi nhận sau của chúng tôi. Thứ hai nữa là cắt giảm các thủ tục kiểm tra chuyên ngành. Nghị quyết đầu năm của chính phủ phấn đấu là
cắt giảm ít nhất khoảng 50% cái điều kiện kiểm tra chuyên ngành. Hiện nay thì cái này chúng ta còn có những cái rất là khó khăn. Cho đến nay mà kiểm tra điểm lại thì mới chỉ có khoảng 20% cái thủ tục kiểm tra chuyên ngành là đã được thực hiện. Từ nay cho đến cuối năm còn những khối lượng công việc lớn. Là trước đây hải quan là mới là kiểm tra đối với hàng hóa kinh doanh, thì bây giờ là hải quan là từ cái hàng hóa kinh doanh là mở rộng ra quản lý rủi ro đối với các loại hình hàng hóa khác, ví dụ như là gia công, đầu tư sản xuất xuất khẩu, rồi là về hàng hóa ở khu công nghiệp, khu chế xuất, vân vân. Rồi cái chiều rộng nữa là trước đây thì hải quan là chỉ kiểm tra, tức là quản lý rủi ro chỉ tập trung ở trong khâu thông quan, thì hiện nay là mở ra là kiểm tra, như các bạn đã đọc cái tài liệu là cũng như là luật hải quan đã chỉ ra là cho phép là kiểm tra trước thông quan, tức là soi chiếu trước hàng hóa. Tiến trình tổ chức kiểm tra chuyên ngành một cách chuyên nghiệp, có hệ thống, phối hợp tốt giữa các bộ ngành, dần dần xã hội hóa, chúng ta mới bắt đầu, ta còn rất yếu kém. Sự phối hợp giữa các bộ ngành còn chưa tốt. Cơ chế quản lý trên cơ sở rủi ro hay quản lý rủi ro mới bắt đầu mà không nhuần nhuyễn. Ngay bản thân doanh nghiệp cũng không nhận thức cái đó. Nó có một cái dở là người doanh nghiệp, ngay trong chính các doanh nghiệp thì cái anh làm lấp liếm, làm cung cấp chất lượng ẩu và rủi ro cao vẫn được hưởng một cơ chế quản lý gần ná ná như cái anh làm rất tốt và không đem lại rủi ro gì cho doanh nghiệp. Ở các xã hội mà họ phát triển hay là họ tổ chức hoạt động quản lý một cách bài bản thì anh nào làm tốt, anh ấy không chịu một cái sự, gần như không chịu sự quản lý nào, chịu sự giám sát mà không chịu sự quản lý và không phát sinh chi phí và thời gian lưu thông nhanh hơn và uy tín trước cộng đồng, trước những người mua hàng, người tiêu dùng là cao hơn. Còn ở những như chúng ta hiện nay, nếu chúng ta không tổ chức quản lý tốt thì anh làm xấu cũng như làm tốt, rủi ro đến mức là báo động cũng như là rủi ro bằng không để chúng ta không điều chỉnh được. Và trong các cái nghị quyết 19 trong các năm 16, 17 rồi nghị quyết 35, chính phủ cũng chỉ đạo cho các bộ ngành, Bộ Tài chính tiếp tục nâng cao cái năng lực rồi cái các cái quy định về quản lý rủi ro và quản lý tuân thủ đối với việc quản lý kiểm soát hàng hóa xuất nhập khẩu qua lại biên giới, đồng thời là hỗ trợ hơn nữa đánh giá tuân thủ doanh nghiệp để làm sao tạo cái sự bình đẳng thông thoáng cho các doanh nghiệp trong hoạt động xuất nhập khẩu đối với các doanh nghiệp tuân thủ pháp luật hải quan và pháp luật thuế, và sẽ có những cái biện pháp mạnh và quyết liệt đối với các doanh nghiệp vi phạm pháp luật. Và tất cả những cái tiến trình mà hải quan đang làm đó là thực sự là mang lại một cái đầu ra rất rõ rệt cho doanh nghiệp. Nhưng mà một là chúng tôi mong muốn là đã làm là phải làm gọi là quyết liệt và dứt điểm, và nó có thể gọi là đồng bộ hóa được tất cả các khâu có liên quan. Bảo được các cái yêu cầu về cái cải cách hành chính của chính phủ, giảm thời gian thông quan và hàng hóa, và đảm bảo cái việc kết nối, đưa các cái thông tin quản lý trên cơ quan cổng thông tin điện tử quốc gia và một cửa ASEAN để đảm bảo tạo cái sự minh bạch, đảm bảo cái sự liên thông giữa các cơ quan quản lý và đảm bảo các cái yêu cầu thay đổi các cái phương pháp quản lý chuyên ngành, đảm bảo cái thời gian cắt giảm các cái lộ trình về danh mục hàng hóa cũng như là các cái về phương pháp quản lý, cải cách cái thủ tục và đưa lên ứng dụng công nghệ thông tin. Đến đây thì chương trình Tài chính thuế tuần này cũng xin được khép lại. Chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Quý khán giả có thể xem trực tuyến hoặc xem lại chương trình trên website vitv.vn hoặc nghe thông tin qua Facebook của kênh truyền hình Kinh tế Tài chính VITV. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo.